ba 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 dậy ba. Gì vậy con? Ông kêu ba kìa. Dạ ba gọi nó... con. Cái này sao nó không có cái giấy báo cáo thu chi của tháng trước hả? Dạ nằm ở trong đó mà ba. Tôi kiếm hết rồi đấy nè. Ôi chết, con quên mất tiêu. Con quên mất tiêu. Trời ơi, ông ơi, có cái chuyện nhỏ xíu mà ông làm cũng không xong nữa. Làm phó giám đốc có chuyện gì vậy? Con xin lỗi bà. Đầu cổ nó không giống ai đâu. Đi ra ngoài. Lẹ lên. Ra ngoài. Đi ra ngoài. Có sao không anh? Không sao. Ba, có sao không ba? Chú có sao không chú? Chú không sao. Con chào cô. Đang ăn cơm hả? Dạ cô ngồi đi cô. À được rồi con. Cô ơi, cô thay đồ rồi xuống ăn cơm với mọi người nha cô. Đồ ăn ngon ghê á, nhưng mà cô lỡ ăn ở ngoài rồi. Dạ. Ba, chồng con đâu rồi? Nó trên phòng á. Ủa sao kỳ vậy? Tự nhiên cả nhà đang ăn cơm ở trên phòng làm gì? Đôi khi chồng con nó bị tự kỷ thì nó mời một mình với tất cả đó con. Cái này nói gì? Trời đất ơi, khóa cửa nữa. Nè anh ơi, là em nè, mở cửa đi. Anh ơi, bị cái gì vậy? Ba. Gì? Con không biết có chuyện gì nữa. Tự nhiên cái là khóa trái cửa trong phòng kia hoài không mở cửa luôn. Cái đó làm sao ba biết được? Con nghĩ là chắc tại hồi nãy chú bị ông la nên chú buồn chú bỏ vô phòng á. Chắc chắn là chuyện này rồi nè. Suốt ngày ba cứ ăn hiếp ảnh hoài à. Hay là bữa nay ba la cái gì cho ảnh tổn thương rồi đúng không? Có la. Nhưng mà cái chuyện la chồng con ở trong cái nhà này nó cũng gì hết sức là bình thường. Đồng ý. Dạ. Múc cho ông men miếng canh con. À hay là tại hồi nãy á Lam Chi lấy nơ của Lam Chi kẹp lên tóc của chú nên vì vậy mà chú buồn. Ai đánh mặt khai mà em càng ngày em càng thấy cuộc hôn nhân của chúng ta không thể nào xảy ra được. Con nhỏ này mới mày lớn mà cái gì hôn với trẻ nhân ăn nó tầm bậy tầm bạ. Chắc không phải mấy cái chuyện đó đâu. Ngày nào mà Lam Chi nó không bày vẽ mấy cái chuyện vặt để chọc ghẹo ba nó chứ. Ở trong nhà này chỉ có ba. Có phải ba không vậy? Ba có chuyện muốn hỏi cái thằng Ngọc chồng con đó. Dạ. Cô ơi, hồi nãy á con thấy chú bị té rồi thả bơm một tiếng rất là lớn luôn á cô. Sao hả? Chú thả bơm. Thiệt tình luôn á. Nè con, con có chắc chắn là do chú thả bơm không vậy? Có đời nào mà chú làm vậy đâu. Dạ con chắc chắn mà. Chính tay con nghe được mà. Con mới thấy lạ. Đó giờ chú đâu có thả bơm trước mặt mọi người đâu. Mà bữa nay còn thả rất là lớn nữa. Vậy thì chắc chắn là cái chuyện này rồi. Thả bơm hả? Con người ai mà không phải thả bơm. Nhưng mà nếu vì cái chuyện này mà ba vậy thì ba hơi nhạy cảm á. À mà nghĩ lại mới nhớ, đó giờ con cũng chưa thấy ba thả bơm bao giờ hết đó. Thả bơm có gì ghê gớm hả? Đúng không? Nó là cái chuyện rất là bình thường. Đàn ông gì mà nhạy cảm quá vậy?
Đâu phải ai cũng tự tin thả bom trước mặt người khác giống như ba chứ. Phải có lý do thì người ta mới làm như vậy. Ba, ba ơi ba, ba tỉnh lại đi ba. Ba nhận ra con không ba? Thanh đó hả con? Ba tỉnh rồi, ba tỉnh rồi. Dạ con nè ba, con Thanh nè ba. Dạ, ba tỉnh đi rồi mai mốt cái ba đi chơi với tụi con cái ba. Ba hứa rồi đó, ba nhớ không ba? Ba nhớ. Khỏe mà con. Dạ, dạ. Bác sĩ nói là khi mổ xong á ba, cái ba ăn uống nhiều vô là cái ba khỏe lại liền hả? Nghe ba. Ba nhớ rồi. Dạ, dạ. Ngọc đây phải không con? Thằng mau lớn nhanh quá. Dạ. Con lên đây với ông coi. Dạ. Lên với nội đây con. Ủa, tiếng gì vậy cà? Tiếng bom nổ phải không? Dạ. Cháu của ông bây giờ biết thổi sáo bằng mông nữa hả? Ba sao vậy ba? Ba đừng. Bác sĩ ơi ba tôi. Bác sĩ ơi. Kể từ lúc đó, cái tiếng thả bom gọi là cái cú sốc lớn nhất đối với ảnh. Cả gia đình ảnh hầu như rất kiên kỵ với cái chuyện thả bom. Bà cũng biết mà ba. Trên đời này cũng có việc như vậy hả? Chả lẽ là nó không bao giờ thả bom? Con no rồi ạ. Chào con. Chú ơi, chú phải mạnh mẽ lên nha chú. Chuyện gì con? Dạ con đã nghe cô kể hết tất cả mọi chuyện. Ông của chú ra đi á, không phải vì chuyện chú thả bom đâu. Vậy hả? Dạ đúng rồi đó chú. Với lại con nghĩ á, con người ai cũng có số phận của mình hết. Tất cả mọi thứ là do ông trời định đoạt đó. Và người xưa có câu á, thả bom là cái trời cho, ai mà không thả ốm o gầy mòn luôn đó chú. Chú nghe câu đó chưa chú? Thôi chết, hình như con có một sự lố nhẹ thì phải. Không sao đâu con. Thiệt ra chú buồn chuyện thả bom đến như vậy không chỉ vì ông mất đâu. Ủa, nói vậy là còn chuyện gì nữa hả chú? Oan à, con kín miệng không? Con kín miệng lắm chú. Có chuyện gì á, chú cứ kể con biết đi. Nhìn cái miệng của con chú nghi lắm. Nhưng mà hết người tâm sự rồi, ráng giữ kín giùm chú nha. Để là thằng bằng thân ngây ngô như ông mà đi á, tôi lo lắm. Và ông Trang, mà ông nhất cái phở là Việt Nam sao? Qua Mỹ, ông sẽ giàu và phát triển hơn nữa mà. Thôi, tôi không cần mấy thứ đó đâu. Đúng là thằng bằng gốc của tôi. Tôi với Trang á, có nhà ở bển rồi. Thỉnh thoảng nhớ qua thăm hai đứa tôi nha. Tôi biết rồi. Nói chuyện với ông hồi tôi mắc tè quá à. Ông muốn đi vệ sinh không? Đi chung. Uống thêm một lon nữa nha. Lần này em sẽ đi với anh Việt thiệt đó. Ừ, em giữ gìn sức khỏe nha. Chỉ vậy thôi hả? Việt coi vậy chứ nó tốt lắm. Tính tình nó trẻ con nhưng mà nó đối xử tốt với em mà. Chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng mà lần này đi là em sẽ không quay về Việt Nam nữa đâu. Lần cuối em muốn biết là liệu anh có cản em không. Chỉ cần anh nói em đừng đi thì em sẽ ở lại. Việc rất tốt.
hai người hạnh phúc nha. Thì ra anh chỉ là một kẻ hèn nhát. Ủa em đi đâu vậy Trang? Em đi về chuẩn bị hành lý. Cô ấy sao vậy? Hai người có chuyện gì sao? Thôi hôm nay bữa cuối rồi. Nhanh. Khoan đã, bắt lại. Khoan đã. Trang à Trang, em mở cửa xuống đi Trang. Anh định nói gì với em hả? Anh có cái này muốn dành tặng cho em. Cái gì vậy anh? Anh hy vọng là em sẽ chấp nhận giữ lấy nó. Cái mà anh định tặng cho em trước khi qua Mỹ là cái này á hả? Là bom hả? Bác Tài, đi thôi. Không Trang à, không phải vậy đâu. Nghe nói là Trang à, Trang nghe nói là Trang. Không phải vậy đâu. Cái này mà. Vì vậy, kể từ đó chú rất ghét phải thả bơm. Chú cũng không thích mùi bơm dương giải trên quần áo của mình. Chú ơi, nhưng mà ông cũng đâu phải dạng dừa đâu chú. Ông thả bơm lớn lắm, rồi sao chú chịu nổi hả chú? Chú hỏi con bây giờ chú phải làm sao? Đó là ông mà. Cho nên chú phải cắn răng chịu đựng, ngửi lấy mùi bơm của ông. Chú, chú mạnh mẽ lên chú. Trời ơi con thương chú á. Chỉ có con mới chia sẻ được với chú thôi. Chú biết rồi. Chú cháu làm gì vậy? Đang nói về chuyện gì mà ôm nhau thấm thiết dữ. Chào cô. Anh chỉ kể cho Hoàng Quang nghe mấy chuyện ngày xưa thôi. Anh thương chú quá à. Cảm ơn sự chia sẻ của con. Đừng kể chuyện tiếp. Chắc là lâu lắm đây. Chú Sĩ ơi, chú chịu khó chờ xíu nha, chú Ngọc ra liền á. Sao con biết? Chú nghe cái điều này chắc là còn lâu lắm. Chú có nghe tiếng nhạc du dương không? Chú ấy đang thả bơm đó. Thả bơm mà kiểu cách vậy luôn hả? Kiểu mà chú. Dạ thưa ba. Hả? Chuyện gì? Ba cho con xin thêm tiền chi phí tháng này của nhà em ba. Ừ. Cái gì? Tiền nó gửi cả năm mà xài chưa hết, mày xin thêm là sao? Dạ thì đúng là ba gửi cả năm nhưng mà xài tầm 7 phải không? Dạ không có ba. Tại tháng vừa rồi tổ chức 100 ngày kỷ niệm của ba với cô Liễu thăm hơn 200 triệu. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Hơn 200 triệu. Chết ba rồi. Nè,
tuyệt đối không có nói chuyện này cho vợ con biết, hiểu chưa? Dạ con biết rồi, con sẽ không nói cho bất kỳ ai trong nhà biết hết. Nhưng mà mình giải quyết làm sao tháng này ba? Thì bây giờ coi coi cắt giảm được cái gì, chi phí gia đình thì cắt giảm. Đâu có được ba, chuyện tổ chức 100 ngày là chuyện của ba, tự nhiên bây giờ ba bắt cả nhà phải cắt giảm, con thấy không ổn đâu. Trời ơi trời, tâm nhờ mày cái gì mày cũng không được hết. Thôi được rồi, để tao tuôn tính. Tâm Ý ơi, Tâm Ý. Dạ. Dạ, ông cởi con. Giờ con lên con mời tất cả mọi người trong nhà xuống đây, ông có chuyện muốn nói. Dạ. Tất cả mọi người đầy đủ chưa? Có chuyện gì hả ba? Có chuyện gì vậy ông? Gì không? Dạ đầy đủ hết rồi ba, chỉ còn thiếu cậu ba thôi, cậu ba đi trực rồi. Có gì báo cho nó sao? Dạ. Mà có chuyện gì hả ba? Hôm nay ba họp tất cả mọi người trong gia đình lại để mà tuyên bố một cái chuyện hết sức là quan trọng. Vừa qua thì tình hình tài chính của công ty nó có khó khăn con, cho nên chính vì vậy á, bây giờ những cái chi tiêu trong gia đình mình là mình phải giảm, phải tiết kiệm lại các con à. Đỗ Tú Tài ơi, mọi chuyện là do mày, cũng chỉ vì cái sự kiện 100 ngày đó. Tình hình công ty khó khăn dữ vậy hả ba? Đúng vậy, cho nên ba kêu gọi mọi người trong gia đình mình sẽ thực hiện chiến dịch đây, thắt lưng buộc bụng. Vậy mình có bị đuổi việc không chị? Chiến dịch thắt lưng buộc bụng bắt đầu. Cho nên á, ba kêu gọi là tất cả những cái chi phí trong gia đình này á, chúng ta đều phải giảm đi một nửa, để dồn cái tiền đó mà mình trả nợ cho ngân hàng các con ơi. Sao giảm gì nhiều dữ vậy hả ba? Giảm đi một nửa thì làm sao mà sống được ba? Cố gắng là phải sống được thôi, như vậy mới gọi là thắt lưng buộc bụng chứ con. Cơm như đây rồi sao ăn? Rau không làm sao mà ăn. Dạ đồ ăn tới ạ. À. Gì vậy? Cái gì vậy đó? Dạ con làm theo lời ông nói tối qua, giảm hết thức ăn ở mức có thể. Tạm thời thì mình chỉ nấu những thức ăn có sẵn và không có đi chợ để giảm kinh phí à. Con giỏi lắm. Giỏi cái gì hả? Giỏi hả ba? Bao nhiêu đây đồ ăn làm sao mà ăn được? Không có thịt mà sao mà ăn? Không biết đâu đem thịt ra đây. Riêng thịt của em thì có. Ủa? Của em có hả chị dễ thương? Vậy thì cũng còn được. Của em nè. Mẹ ăn nữa. Cui. Đời ơi. Đến. Không nghe ông nói hả? Thắt lưng buộc bụng, ráng mà ăn đi. Con ăn rồi ba. Con ăn. Ba ơi, lấy xe cho con đi học. Con bị trễ rồi. Đi bộ đi cháu gái. Dạ con chào ông. Chân cẳng mình lành lặn mà, hiểu không? Chịu khó đi. Chứ bây giờ mà lấy xe đó, mà bây giờ chở con lên trường xong rồi vòng lại công ty nó tốn xăng lắm con. Chịu khó đi bộ ha con ha. Ông ngoại đó không cho ăn thịt xuồng rồi, bây giờ còn bắt đi bộ nữa. Ông ngoại đúng là phù thủy mà. Trời, 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 cái con cám này. Em đi học nha chị. Ừ, học tốt nha. Dạ, nó cho ông ra đi học. Ừ. Dạ thứ ba con đi. Ờ. Này, ê, 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 ê. Thấy ba bận sao con? Ủa ba, bộ này cống công ty mình hư, ba lên ba sửa luôn hả? Bóp cổ con bây giờ. Cống cống cái gì? Sao ba mặc đồ này? Bận cái này là tiết kiệm. Ủa sao rồi con bận cái này hả? Ủa chứ mặc gì, ba con là người có chức vụ công ty mà phải ăn mặc lịch sự vậy chứ. Thôi con bớt thôi hả? Dạ. Ủa vậy ba là cái gì? Hình như ba không phải là giám đốc. Ừ đúng rồi, ba là giám đốc mà. Vô thang. Nói cho con biết, con bận những cái bộ đồ như thế này thì nhà máy sẽ lo vấn đề giặt giũ cho mình, mình đỡ phải tốn tiền điện tiền nước ở nhà, hiểu không? Mà mặc cái này đi làm mắc cỡ chết luôn. Không càm ràm nữa. Vô. Ba. Vậy con cần phải tiết kiệm dữ vậy không? Càm
ràm hoài à, thắt lưng buộc bụng, hiểu chưa? Ủa ông, hôm nay mặc đồ này hả? Con thấy sao? Dạ, con nhìn ông giống mấy người quản lý công xưởng á. Con đã nói rồi mà. Không có nói nữa. Mẹ lấy con đôi giày. Nè Tâm Y. Dạ. Đó đây ông biểu. Ông dặn những gì tiết kiệm được thì cố gắng tiết kiệm cho ông, hiểu chưa? Dạ, con biết rồi ông. Ừ. Còn thằng kia. Đi ba, con đã xong rồi. Nói sao bây giờ? Ờ, có thể bỏ cái nón ra không? Không ba, đội giày đi lên công ty người ta đừng thấy mình, thấy mắc cỡ lắm. Cũng biết mắc cỡ nữa à? Biết chứ, bà không biết thôi chứ còn biết chứ. Thôi giờ vậy, ờ, bỏ cái nón ra đi con. Người ta sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm con là phái nữ đấy. Thôi kệ đi, thà vậy đỡ mất mặt. Thôi đi, đi làm với ba. Nè. Hả? Anh mặc bộ đồ này hả mà lên công ty người ta biết anh là phó giám đốc em chết liền luôn á. Bà thấy chưa? Ồ vậy thì con bà là cái gì? Bà không phải là giám đốc à? Con không biết đâu. Nè, hôm nay anh đi làm một mình đi nha. Ê, lớp trưởng gửi tài liệu ôn thi kìa, đi anh liền đi. Tôi có cái nào học bài đâu, thôi khỏi đi. Không học bài sao đậu trời. Ê, đi anh liền đi. Có nhà 4 không? Cho tôi xin 100 tờ đi. Trong tủ. Hay ta, nói cái có liền luôn ta. Ủa, có luôn nè. Dừng lại. Không được đâu. Chào chị. Sao vậy chị? Cậu không có ở đây được đâu. Chị phải cho em biết lý do chứ. Tại vì in 100 tờ thì nhiều quá, còn tốn tiền mực, tiền điện nữa, không có được đâu. Cái đó thì có đáng bao nhiêu? Nhà mình đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng nên in 100 tờ là không có được. Với lại, lỡ ông biết được thì sao hả? Xin lỗi cậu nhiều nha. Của ai nhà nãy in nha. Làm sao ông biết được? Không sao đâu. Không có được đâu. Cẩn thận vẫn hơn mà. Giấy này á, người ngoài cũng không có sử dụng được đâu. Cậu muốn xài nhiêu thì nói tôi đưa cho cậu nha. Nhà ông mới bán cho chị hả? Là sao? Tôi tưởng chị chủ nhà không đó. À không phải, là do ông của tôi á. Trời ơi cái gì kỳ vậy. Ê, điện thoại tôi hết pin rồi, không mấy cho mượn dây sạc được không? Ở đó đó. Ý, không có được đâu, của ai nấy xài nha. Rồi, của ai nấy xài đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ê, tự nhiên thấy đói bụng quá. Hay là tụi mình gọi pizza đi ha. Ừ, cũng được á. Sẵn tiện tụi mình gọi thêm khoai tây và mì nữa. Ok. Không được. Dừng lại. Ơ, trả điện thoại lại cho em. Em không có được gọi đâu. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng cho nên chỉ được ăn cơm nhà thôi. Gì kỳ vậy? Không cho ăn sườn rồi bây giờ không biết cho gọi pizza nữa. Cơm nhà thế mà gây cho heo, heo nó còn chê á. Mà đó là lệnh của ông mà. Cho nên em không có được gọi pizza đâu. Nè, mấy đứa ăn đỡ cái này đi. Chị mới chiên ngon lắm á. Nếu như em không thích ăn thì sao? Nè, ăn thử đi, ngon lắm á. Đi làm cái gì á? Chị nói thiệt đó. Sao? Chị kỳ cục quá à. Đồ dạy heo nó mới ăn. Dạ thưa ông, con xin báo cáo. Ừ. Đầu tiên là Quang muốn in 100 tờ giấy, nhưng con nhất quyết không cho, nên tiết kiệm được 20 ngàn. Giỏi. Sau đó, Lâm Chi gọi pizza nhưng con cũng không cho, nên đã làm chuối chiên cho nó và tiết kiệm được 300 ngàn. Quá giỏi luôn. Dạ, còn nữa không? Tôi xin giao táo. Sau đó, con đã trả lại số táo mà nhà mình đặt hàng tháng, vì táo tháng trước mua vẫn còn nhiều và còn ăn được. Con giỏi lắm. Những trái táo sắp bị thối, con đã gọt đi phần hư rồi cắt sẵn bỏ vào tủ lạnh. Nếu không làm vậy thì táo sẽ bị hư hết. Kết quả là tiết kiệm được 1.200.000. Thông minh quá. Cuối cùng, để tiết kiệm nước, con đã bỏ đá vào bồn cầu. Con nói là bỏ đá để tiết kiệm nước hả? Dạ đúng rồi ông,
Tuy là không có tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng mà mỗi tháng tiết kiệm gần được 100.000 đó ông. Trời ơi trời, vậy mà con cũng nghĩ ra. Sao con giỏi quá vậy? Tiết kiệm vậy là hay đó, cứ thế mà phát huy nha. Dạ. Tài ơi là tài, chỉ vì cái sự kiện tốn gần 200 triệu cho người phụ nữ của mày mà khiến người trong nhà phải chịu cực khổ. Không được in giấy, ăn tao thui, bồn cầu thì đầy đá. Sao vậy? Đúng là cái thằng không có lương tâm mà. Con sẽ tìm thêm cách để tiết kiệm. Ừ, giỏi. Người ta nói là tiết kiệm là quốc sách mà con. Dạ, ha. Con hiểu rồi. Tôi chuẩn bị đi á. Nói thiệt chứ, bây giờ cứ phập phồng á, tôi tới mà tôi thưởng thức được cái món bà nấu á, trong lòng nó cứ nôn nao làm sao á. Thiệt. Thôi cúp máy nghe. Vô đi. Ông ơi, con báo cáo những việc hôm nay được không ông? Được con, vô đi. Dạ. Dạ, bắt đầu từ tối qua. Tại sao lại cúp đi? Dạ, bây giờ là 8 giờ tối. Theo lời ông thì con sẽ tắt hết đèn điện trong nhà từ lúc 8 giờ để tiết kiệm điện. Mọi người nhớ đi ngủ sớm nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Không chịu đâu, không chịu. Con muốn cúp điện con. Trời ơi, nó nói là nó làm liền à. Thôi đi ngủ đi con. Đi. Đi. Nếu tiết kiệm như vậy, mỗi tháng chúng ta sẽ tiết kiệm được 500.000 tiền điện. Còn nữa, con còn bỏ muối vào nước vo gạo để giặt đồ thay thế cho thuốc tẩy. Như vậy, mỗi tháng con có thể tiết kiệm được 50.000. Có lý lắm. Từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, con sẽ tắt toàn bộ máy lạnh trong nhà và mọi người chỉ được bật khi đi ngủ. Nếu thấy nóng, chị em con sẽ dùng quạt nên không sao cả. Giỏi. Nhưng mà con xin lỗi ông, hôm nay con chỉ nghĩ được bao nhiêu đó cách tiết kiệm mà. Nếu như mà ông thấy không được á, thì ông có thể trừ tiền lương của con cũng được. Không phải trừ cái chuyện đó. Con không cần phải bận tâm, giữ nguyên như vậy không có sao hết, nghe chưa? Dạ, con cảm ơn ông. Sao ông ăn thấy có vừa miệng không? Rất vừa miệng. Phải nói là nếu mà có đi nhà hàng 5 sao á, cũng không ngon bằng cái này. Ông làm tôi ngại thiệt đó. Cảm ơn ông. Ông uống nước đi. Thật sự tôi rất muốn cảm ơn bà. Cảm ơn tôi? Ôi trời, vì chuyện gì? Thì bữa cơm hôm nay tôi muốn có một cái quà tặng để mà tỏ cái lòng. Không, có gì đâu mà cảm ơn chứ. Đây chỉ là bữa cơm bình thường thôi mà. Bữa cơm gia đình mà. Chương trình 7 ngày vàng săn giá vàng sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Chiếc váy cao cấp này sẽ là sản phẩm mở đầu. Một thiết kế trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, dành cho những ai yêu thích phong cách dịu dàng, thùy mị. Đẹp quá. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận mức giá. Ít nhất cũng phải đến 5 triệu lần đó. Và hoàn toàn miễn phí. Bà thích cái đầm này hả? Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Vậy là tôi có cơ hội để mà cảm ơn bà rồi. Không, ông làm như vậy. Nè, đừng có làm như vậy mà. Thật sự là ông à, ông đừng có làm mà. Có bao nhiêu đâu. Đắt tiền lắm đó. Chào bạn. Tôi muốn mua cái đầm mà bạn đang giới thiệu ở trên TV đó. Không cần phải làm như vậy đâu. Bạn chờ chút xíu nha. Ông à, đây chỉ là cái đầm thôi. Tôi mặc chỉ vài lần rồi bỏ thôi mà. Hơn nữa cái đầm này đắt tiền lắm đó. Có sao đâu, một cái đầm thì có là bao nhiêu. Nhưng mà nó đến 5 triệu lần mà ông. Chẳng lẽ Đỗ Tú Tài này không thể mua cho nàng thơ của mình một cái đầm hay sao? Nhưng mà sao? Tôi ngại thiệt đó. Ngại là sợ tốn tiền chứ gì? Phải đó. Ôi trời ơi, tôi đã cho cả nàng thơ, cả con tim của tôi, thì cái đầm có đáng giá là bao nhiêu? Tính cách của Đỗ Tú Tài là như vậy. Bây giờ thì mình mua xong thì mình thanh toán như thế nào bạn? Ngay thuốc tẩy mày cũng bắt con bé tâm bí tự tạo ra. Vậy mà giờ mua một cái đầm sến súa đắt tiền như vậy, mày cũng còn là con người không hả? Đúng là cái đồ dại gái mà. Giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.